Sau trận đấu này, bài đô Đào Hồng Thái của Bắc Ninh và Nguyễn Đình Cương của Hà Tây trở về. Yeah.
Thông cảm cho trọng tài dự bị đúng được không bằng trọng tài chính ạ.
theo mặt vừa rồi. Như vậy là cô Nguyễn Thị Hòa định tiếp tục dùng miếng máy Vũ Kim Anh trước, nhưng cái sự đổi của Nguyễn Thị Nhung chưa rõ ràng bằng Vũ Kim Anh. Vì vậy chúng tôi quyết định là hai đô vật trúng tiểu, trúng tiểu nhiều. Hai đô nhiều quá. Hai đô.